Phan Hải xin kính chào quý bác chị mình ha. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho các bác chị mình cái công dụng rất là tuyệt vời từ một cái loại cây chúng ta hay trồng cây cảnh như thế này. Nó có công dụng rất là tốt. Cây này Hải đã chia sẻ cách đây 4-5 năm rồi và có những công dụng và có những cái phản hồi về rất là tuyệt vời. Thì đây là cây lưỡi hổ hoặc gọi là cây hổ vị. Loại này nó có thường thấy có 3 loại. Loại này là loại không có viền nè, một loại viền vàng và một loại viền đỏ. Thì loại này là loại không có viền, người ta gọi là hổ vĩ hoặc là lưỡi hổ. Đấy, nó có vằn vằn, nó giống như hổ, cho nên là cái vằn của con hổ, cho nên người ta là gọi là hổ vĩ. Còn đây là cái loại có cái viền màu vàng. Thì loại có viền màu vàng này theo Hải biết thì sử dụng nó tốt hơn, còn cái viền màu đỏ thì rất là hiếm. Như vậy thì vô tình làm khó của bác chị mình, chúng ta sử dụng loại vàng, viền vàng này ha. Cách sử dụng rất đơn giản. Khi chúng ta bị viêm tai mưng mủ, viêm tai giữa hoặc là viêm tai hoặc là viêm họng hoặc là viêm mũi dị ứng thì chúng ta có thể sử dụng cái cây lưỡi hổ này, chúng ta điều trị bệnh bằng một cách rất là dân gian và rất là tuyệt vời. Cái loại không có viền này thì đôi khi không có hai loại kia chúng ta mới sử dụng loại này ha. Còn cái loại viền vàng và viền đỏ thì thường hay sử dụng tốt nhất. Nhưng mà viền đỏ thì khó kiếm thì chúng ta sử dụng viền vàng này. Đấy, thì cô bác chị mình đó là lấy cho Hải lá lớn đó, thì lấy cho Hải nửa lá, lá nhỏ thì lấy cho Hải một lá, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Khi chúng ta bị viêm tai mưng mủ hoặc viêm tai giữa hoặc là viêm mũi thì chúng ta lấy cái này cắt khúc, rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch, nước sạch để ráo và cắt khúc giã nát. Trong khi giã cho một hai hạt muối hạt vào, và chúng ta giã xong vắt lấy nước cốt và chúng ta sẽ nhỏ vào tay 1-2 giọt, nhỏ một bên thôi, rồi bên còn lại thì 2-30 phút sau chúng ta nhỏ lại bên thứ hai, liên tục 2-3 lần trong một ngày thì nó sẽ hỗ trợ điều trị các chứng viêm về tai chúng ta, lỗ tai rất là tốt. Còn viêm mũi vẫn vậy luôn, viêm mũi thì chúng ta vẫn nhỏ vào 1-2 giọt một bên, còn bên còn lại thì 2-30 phút sau nhỏ bên còn lại ngày 2-3 lần thì nó sẽ giúp rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn chị mình bị viêm họng thì chúng ta sẽ cũng vặn giã và vắt nước, và mỗi lần chúng ta dùng một muỗng cà phê ngậm và nuốt nước từ từ. Đấy, hôm nay Phan Hải chia sẻ cho các bạn chị mình một cái cây làm cảnh như thế này, nhưng rất ít người biết ha. Khi chúng ta trồng cảnh thì chúng ta tận dụng cái công dụng của nó để điều trị bệnh ha, rất là tuyệt vời luôn. Và hôm nay thì do cái tính chất đặc thù công việc cho nên Hải bận quá, cho nên là ra ngoài này thấy cái loại cây này thì Hải chia sẻ luôn và không có quay hình ảnh cho cô bác chị mình. Hình thì cô bác chị mình thông cảm ha. Hôm nào về quê thì Hải sẽ quay hình ảnh cho cô bác chị mình. Sẵn đây Hải xin chia sẻ là do bận công việc nhà 2-3 ngày cho nên là chắc có thể là vừa vấn đề là bị dướng lễ nữa nè, cho nên là sẽ những người của bác chị, những cô bác chị nhờ Hải mua hàng hộ thì sẽ chậm hơn, trễ hơn một chút ha, cô bác chị mình thông cảm. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.